Xin chào xin chào, xám xinh xắn đã quay trở lại rồi đây. 500 anh em thân mến, ông bà ta nói rằng bạn anh em xa, mua láng giềng gần. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến người hàng xóm Trung Quốc thì tôi vẫn không khỏi nổi da gà trước những điều kỳ quái mà họ đã làm. Trong lịch sử từ cổ chí kim, tôi chưa gặp quốc gia nào quái gở như cái đất nước tỷ dân này anh em ạ. Đúng đúng, tôi có từng cho lên sóng một video với tiêu đề những hủ tục quái đản và đáng sợ ở Trung Quốc vẫn được lưu truyền khiến Việt Nam sốc nặng cách đây vài tuần rồi. Anh em cũng đã ào ạt comment rất là nhiệt tình. Vậy nên trước khi bắt đầu khám phá tập 2 về người hàng xóm của chúng ta, hôm nay tôi sẽ bế một số anh em lên TV để hâm nóng tình thương mến thương của chúng ta nhé. Comment đầu tiên của anh thanh niên may mắn có tên là Joran Ngẫu Hứng. Ai nghĩ ra mấy cái hủ tục đấy vậy? Tôi mà gặp là tôi úp cho người đó mấy tấn bột vô mặt luôn. Ui chà chà, người anh em cứ bình tĩnh đã. Người thông minh không giải quyết vấn đề bằng tay chân. Thay vì úp bột vào mặt hắn, tại sao chúng ta không úp ngay chiếc video của xám cho hắn coi, vừa để tiếp nạp thêm tri thức, lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ vì sự ngốc nghếch quái đản của mình. Một công đôi việc, tiện quá mà anh em nhỉ. Tiếp theo là thanh niên Tưởng Nguyễn với chia sẻ: tôi cứ tưởng sự cu tè đầy u mê của xám đã khiến tôi sợ phát hoảng khi không coi clip của xám rồi. Vậy mà không ngờ còn có những hủ tục đáng sợ đến vậy. Ha ha, ông Tường Nguyễn ơi, tôi biết vì sao ba mẹ lại đặt tên ông là Tường rồi đấy. Bởi vì ông cực kỳ thẳng thắn. Cảm ơn lời khen hết sức thật thà của ông nha. Ây, xám vui lắm đó. Nhông nhông say, nếu tôi là người tàu khựa thì dù có gặp lần đầu cũng méo vượt qua được cái cú sốc tâm lý này. Thật may tôi là người Việt Nam. Chính xác, vỗ tay cho nhông nhông nào anh em ơi. Vỗ tay xong xuôi rồi, anh em tập trung nghe thiện nâu láo có một phát biểu chuẩn đét đây này. Các hủ tục trên cũng đâu đáng sợ bằng thủ tục xem video của chất xám đâu. Like, đăng ký, chia sẻ, bấm vô kênh xám là phải nhớ. Không nhớ thì làm sao mà lên TV được. Ôi trời ơi. Đây, một câu nói xúc tích ngắn gọn thôi mà bao hàm tất cả những gì anh em cần làm để tăng cơ hội được lên sóng chuyên mục. Comment đi, xám đưa lên TV rồi. Quay trở lại với những hủ tục đáng sợ của anh bạn láng giềng Trung Quốc mà xám muốn đưa anh em đi khám phá trong video ngày hôm nay. Không để 500 anh em chiến hữu chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng thắt chặt dây an toàn vào, đóng sẵn bỉm tã phòng trường hợp đáng sợ nhất xảy ra và chúng ta cùng bắt đầu chuyến hành trình có 102 này ngay thôi. Let's go! Đứng ở vị trí đầu tiên chính là hủ tục đàn ông được phép thoải mái sờ mó đồi gò bồng đảo của chị em phụ nữ trong tháng cô hồn. Nghe đến đây, chắc hẳn sẽ có nhiều anh em thầm nghĩ, ôi, cái hủ tục này mình ước còn chẳng được, có gì đâu mà đáng sợ. Tuy nhiên, hãy thử lật ngược lại vấn đề coi, khi các ông có người yêu hoặc là vợ mà cứ đến tháng cô hồn thì cặp đảo tiên vốn thuộc quyền sở hữu của ông lại phải chịu sự nắn bóp của cơ số anh em khác, điều đó có đáng sợ không? Thành thật đi. Theo tục lệ truyền thống ở Trung Hoa, cứ hàng năm vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, những nam thanh nữ tú người dân tộc Di ở thị trấn Ngạc Gia, huyện Song Bách của tỉnh Vân Nam sẽ cùng đổ ra đường để tham gia lễ hội nắn đào. Theo tục lệ này, trong 3 ngày lễ, các cô gái chỉ được phép mặc đồ che kín một bên ngực, còn một bên sẽ để hờ hững. Theo người ta quan niệm, bên ngực được che kín chính là để gìn giữ cho chồng tương lai, còn với một bên để lộ ra ngoài, các chàng trai đều có thể thoải mái động chạm vào. Các cô gái tỏ ra ngại ngùng, nhưng thực chất thì kimochi ư ư. Tất nhiên rồi, quy định chung của lễ hội là đàn ông phải nắn đào một cách nhiệt tình, còn chị em phải đón nhận việc đó một cách hoàn toàn vui vẻ. Mọi người đều coi việc sờ và được sờ này sẽ mang đến may mắn cát tường cho bản thân trong tháng cô hồn. Một công đôi việc, cũng nhân dịp này thì các chàng trai và cô gái độc thân sẽ tụ tập tham dự đông đúc và tìm kiếm một nửa của mình. Khi tìm được đối tượng ưng ý, hai người sẽ nắm tay nhau cùng đi vào rừng cây tùng trên núi để tâm sự tuổi hồng. Và cái kết sau đó như thế nào, chắc anh em cũng tự tưởng tượng ra được đôi phần ha. Quay nghe xong mà muốn book ngay một vé máy bay qua biên giới nước bạn vào dịp tháng 7 âm lịch năm sau để tìm kiếm cho mình một người bạn đời không nhỉ? Nhanh tay comment phía bên dưới video này nhé! Biết là anh em vẫn còn đang lâng lâng sung sướng, xen lẫn ngỡ ngàng ngơ ngác bởi lễ hội đảo tiên diễn ra vào tháng 7 âm lịch hàng năm tại Trung Quốc. Nhưng tôi vẫn phải dẫn ngay các chân hữu đến với tập tục hôn nhân, vừa đáng sợ lại vừa ngược đời ngay tiếp theo đây. Cô dâu trước khi về nhà chồng phải qua tay đủ 20 người đàn ông. Ôi trời ơi! Nếu như ở các nước phương Đông nói chung, trong đó có Việt Nam chúng ta, sự trong trắng của người phụ nữ là yếu tố được đánh giá rất cao khi xuất giá, thì tập tục hôn nhân này lại là một pha bể lái cực khắt đến từ đội bạn láng giềng. Tập tục này đi ngược lại hoàn toàn so với chuẩn mực ở đa số các quốc gia châu Á. Theo đó, những người con gái ở Tây Tạng nếu muốn kết hôn thì trước đó phải thuyết phục ít nhất 20 người đàn ông khác nhau để có cuộc tình chóng vánh một
đêm với mình. Trong quan niệm của dân tộc Tây Tạng, phụ nữ được coi là đẹp nếu có nhiều người đàn ông cùng để ý. Chính vì vậy, chị em phụ nữ phải vượt qua thử thách mới có thể đi đến hôn nhân. Đây cũng là nơi thực hiện chế độ hôn nhân đa phu. Thông thường, phụ nữ Tây Tạng sẽ kết hôn với 2 hoặc là 3 người chồng cùng một lúc và đa phần trong số đó lại anh em ruột với nhau. Mục đích chính của việc lấy vợ ở đây là nhằm bảo vệ đất đai, vậy nên sự trinh trắng của người phụ nữ không được cánh mày râu đề cao. Wow, đúng là mỗi cây mỗi hoa mà mỗi miền mỗi cảnh anh em nhỉ. Nếu biết được sự thật rằng cô vợ hiện tại của mình đã từng qua tay 20 người đàn ông, các thanh niên sẽ cảm thấy như thế nào đây? Chia sẻ suy nghĩ của mình xuống bên dưới video này nhé. Chưa gì mà tôi đã thấy cơ số ông xì khói đầu lên rồi cái kia. Kể ra thì cũng phải thôi, nếu biết người mình yêu thương từng vác trẻ qua núi với cơ số anh em như thế, mấy ai mà bình tĩnh cho được. Hy vọng máu hoạn thư dâng cao cũng không khiến cho 500 anh em tức giận đến mức chôn sống người yêu như phong tục của dân tộc Lật Túc Trung Quốc này nhá. Chôn sống người yêu ư? Điều này mới nghe qua có vẻ kinh dị, nhưng thực chất đây chỉ là một cách để người Lật Túc thể hiện tình yêu nồng cháy của mình với nửa kia mà thôi. Chôn sống người yêu trong cát không chỉ đơn thuần là một phong tục có từ rất lâu đời của người dân tộc Lật Túc ở Phúc Cống, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, mà đó còn là dịp để thanh niên trong vùng chứng minh tình cảm của họ dành cho người mình yêu vào ngày truyền thống mùng 4 hoặc là mùng 5 tháng 1 hàng năm. Tất cả các cặp đôi trai gái yêu nhau trong làng sẽ mặc những bộ trang phục nhiều màu sắc, tập trung tại sông Nộ Giang để cùng nhau nhảy múa và ca hát hoặc là chơi những trò chơi dân gian. Một điều đặc biệt đáng chú ý hơn cả là những cặp đôi yêu nhau sẽ thể hiện tình cảm bền vững của mình bằng cách chôn sống người yêu trong cát với sự giúp đỡ của vài người bạn. Cậu con trai hoặc là cô gái sẽ kéo người yêu của mình vào hố cát đã chuẩn bị trước đó rồi dần dần lấp đầy cát lên trên. Ngay sau đó, họ sẽ giả vờ khóc và ca hát những bài buồn, tỏ ra vô cùng đau khổ và tiếc thương cho người mình yêu. Hoạt động này sẽ kéo dài cho đến khi bạn bè ra về hết. Họ chạy đến bên hố cát và gỡ bỏ cát ngay trên người bạn tình của mình với ánh mắt đầy yêu thương. Tôi thiết nghĩ các diễn viên trường sân khấu điện ảnh kheo còn thua xa mấy anh em người Lật Túc này về trình độ diễn sâu ấy chứ. Sở dĩ người dân Lật Túc vẫn luôn luôn tôn trọng và giữ gìn nét truyền thống này là vì ý nghĩa đặc biệt của nó. Một mặt, hành động chôn người yêu trong cát sẽ làm cho mọi người thấy được tình yêu chân thành và sâu sắc của những người trong cuộc, và mặt khác, họ đã chôn lấp được vị tử thần trong cơ thể của đối phương và sẽ khiến tình yêu của họ mãi mãi vững bền, đồng thời sẽ luôn được mạnh khỏe và sống lâu dài. Đúng vậy, sau khi cùng nhau bước chân vào thánh đường và tổ chức hôn lễ, ai mà chẳng muốn được cùng người bạn đời của mình sống trọn vẹn đến đầu bạc răng long. Đâu có ai muốn phải trải qua cuộc tình vụng trộm, lén lút ở bên nhau mà nơm nớp lo lắng bao giờ. Thế nhưng, vẫn là các anh em Trung Quốc với tập tục tẩu hôn hết sức kỳ quặc mà xám chia sẻ ngay sau đây sẽ khiến tất cả chúng ta phải ngỡ ngàng đấy. Bật mí với 500 anh em, tẩu hôn hay còn gọi là thăm hôn là một dạng hôn nhân theo kiểu vụng trộm, lén lút. Một tập tục của tộc người Ma Thoa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Theo đó, chàng trai hàng đêm sẽ cưỡi ngựa sang nhà cô gái ưng ý, leo lên chiếc thang được cô bắc sẵn để vào căn gác của cô. Chàng trai thường mang theo một chiếc nón, một cây gậy và một vài cái bánh bao. Cô gái sẽ treo chiếc nón ngoài cửa sổ để kẻ đến sau nhìn thấy mà rút lui, còn chiếc gậy dùng để xua rắn hay hù dọa lũ chó nhà nàng. Bánh bao cũng là quà mua chuộc lũ chó để dễ dàng đột nhập. Họ sẽ ở bên nhau suốt đêm, nhưng người con trai phải lặng lẽ về nhà trước khi gà gáy sáng. Những chàng trai, cô gái có quan hệ tẩu hôn sẽ gọi nhau là A Tiêu hay là Tiêu Ba, vì trong tiếng của người Ma Thoa không tồn tại từ vợ hay chồng. Nếu không ưng ý với chàng trai, cô gái có quyền đuổi không cho chàng trai leo vào gác của mình. Ngoài ra, các nàng có quyền đêm nay mở cửa, bắc thang cho chàng này. Nếu sau đó mà vẫn chưa hài lòng thì hoàn toàn có thể cấm cửa và cho chàng khác lên gác vào đêm tiếp theo. Đúng theo kiểu, hòa rời cửa Phật, vạn vật tùy em. Không chiều được em thì em có quyền say goodbye và chọn một người đàn ông khác để thay thế ngay lập tức. Tục tẩu hôn dựa trên cơ sở đôi bên cùng băng lòng, không hề có bất cứ sự ép buộc nào. À, duy nhất có một điều cấm đối với tục lệ này, đó là cấm người cùng hay là gần huyết thống qua lại với nhau vụng trộm. Tiếp tục tẩu hôn trên đây hẳn đã khiến nhiều anh em tủi thân ngồi khóc rưng rức mà than rằng phận làm trai 12 bến nước. Tuy nhiên, điều mà xám sắp hé lộ ngay sau đây sẽ còn là một cú sốc hơn nữa, đó chính là tục lệ một vợ nhiều chồng. Các ông vua Trung Quốc thường sở hữu cả một hậu cung đông đúc phi tần mỹ nữ, khiến cho nhiều người nghĩ rằng đa thê là chế độ phổ biến tại đất nước tỷ dân. Thế nhưng chắc anh em chưa biết đâu, hủ tục đa phu hiện nay vẫn được nhiều dân tộc áp dụng như là Tây Tạng,
Duy Ngô Nhĩ, môn bà ở Trung Quốc. Khi một người chồng mong muốn được gần gũi với vợ, họ sẽ đặt một món quà để làm tin ở trước cửa. Những ông chồng khác nhìn thấy sẽ tự giác dạt sang một bên hết đi nào. Ngày nay, các ông chồng đã nghĩ ra nhiều cách để cùng được ở bên cạnh san sẻ một người vợ mà không phải đánh nhau. Hơn nữa, do trải qua quãng thời gian dài sống chung với nhau, giữa họ đã có thần giao cách cảm đặc biệt. Chỉ cần ra ám hiệu nhỏ, thậm chí là một cái liếc mắt là đã có thể biết được ai hôm nay muốn ở cùng vợ để sắp xếp cho hợp lý anh em ạ. Ok, vậy là video ngày hôm nay đến đây là kết thúc mất rồi. Anh em cảm thấy ấn tượng với hủ tục điên rồ kỳ quái nào nhất nhỉ? Nhanh tay để lại bình luận bên dưới cho Xám được biết với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!